Dạ hello, em Trần Anh lời nói đầu tiên cho mùa buổi sáng. Trần Anh chúc toàn thể tất cả anh chị có được nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Hôm nay Trần Anh lại tiếp tục giới thiệu về đến toàn thể tất cả anh chị, đó là một mẫu xe Captivan sản xuất năm 2008, máy 2.4, ghế chỉnh điện, bạn đủ anh chị nha. Đây à, đi qua Đồng Sơn cùng với Trần Anh nè. Em nó được bận thêm một cái áo màu vàng két mới tinh anh chị nha. Sơn rin còn được 70%, có vài chỗ là sơn dập. Đồng Sơn bên em mua rất là kỹ, kiểm tra rất là kỹ anh chị nha, trước khi dừng ở salon à. Đây là cụm đèn bi mất cầu nè, cụm đèn bi mất cầu nguyên bản cho xe đây ạ. Người ta đã lên inox ốp hết toàn diện cho em nó rồi. Biểu tượng Chevrolet nè, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ anh chị nha. Con này chạy cực sướng luôn, dòng xe 7 chỗ, máy xăng, máy 2.4. Con này nó nằm tầm có 10 lít, xài qua 4 hệ thống bếp full, siêu tiết kiệm nhiên liệu anh chị nha. Đây anh chị có Đồng Sơn phong dáng của con Captivan nè, 4 vỏ nè, đi cùng với Trần Anh nè, 4 vỏ nè, còn được 70% gầm bề ở trong nè, không có một xíu tác đụng là móp méo hay là mục mọt gì nha anh chị nha, gầm còn mới lắm. Đời 2008 anh chị, xe chính chủ mua Trần Anh ký quyền. Biểu tượng Chevrolet nè, nguyên bản logo của em nó còn nguyên bản luôn, mâm là nguyên rim nha. Xe này không có một xíu gì đồ chế. Nó phong dáng nè, tích hợp chủ nhà nè. Lên đồ các chân nè, anh chị coi đồ các chân của con Captivan nè. Đó, phong dáng của em nó đây. Những cái sóng gân chạy trên trên thân vỏ, không dấu hiệu bị móp méo luôn anh chị xem nè. Đẹp như nhau anh chị nha. Toàn bộ kính là dán phim cách nhiệt hết toàn diện rồi. Đèn là cùng đèn nguyên bản theo con Chevrolet Captivan nè anh chị ạ. Con này trang bị màn hình cam gia bảng số 49A22433, màn hình cam gia đầy đủ trên con xe rồi. Gạt mưa sau đèn là cùng đèn thắng rồi. Đó, nguyên rin hết, không một xíu gì đồ chế. Cảm biến gia tích hợp thì chủ nhà đã bắt toàn bộ cảm biến gia rồi nha anh chị nha. Sau lỗ ốp inox hết toàn diện, biểu tượng là Chevrolet nè. Đây nè, toàn bộ là cảm biến gia hết xung quanh con xe rồi, trước sân rin nè. Còn rất là đẹp anh chị nha, màu vàng két, nhẹ nhàng chen nhẹ nhưng rất là lịch sự trong cuộc sống luôn. Đó, đây là dòng xe gia đình đến với tay người tiêu dùng anh chị ạ. Bốn vỏ đẹp như nhau nè anh chị, coi bốn vỏ nè. Đó, bốn vỏ mới tinh nha anh chị thấy không, bốn vỏ mới tinh là gầm bề ở trong nè, không có một xíu một tí là mục mọt anh chị nha. Mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Con này trang bị là cụm thắng ABS chống bó cứng phanh, tích hợp nguyên bản theo nhà sản xuất. Cùng với Trần Anh mở ra coi chiêm ngưỡng phần nội thất của con Captivan này nè. Đây là phần tắp bi cửa. Tắp bi cửa nè, đây là những cái vân gai sần của nó nè, còn nguyên bản luôn, không dưới bị mài mờ nhá. Chủ nhà chạy xe này giữ rất là kỹ anh chị nha. Keo chỉ nè. Đó. Đây là keo chỉ là không dưới bị dập phá hoặc là cứng đụng con xe đâu anh chị ạ. Đây nè, trong những sóng lường của phần thân cửa nè, sơn rin vẫn còn rất là nhiều luôn anh chị. Phần tắp bi nè, tay nắm nè, từ phần tay nắm anh chị xem cho Trần Anh nhé. Đó, từ phần tay nắm nè, mới len keng luôn. Đây là tay nắm nè, không dưới bị mài mờ luôn nhé. Xe có sao thì Trần Anh sẽ tả chi tiết, tả chính xác cho anh chị nha, đỡ là mất thời gian của anh chị và em nữa. Đây là keo chỉ nè, bốn cánh nó đẹp như nhau anh chị nha. Cam kết với anh chị xe này không một xíu cứng đụng, không ngập nước nha. Đồng thời anh chị nào mua bên Trần Anh toàn bộ rút hồ sơ hết toàn diện với những mẫu xe bên salon chi nhánh 1, cho Trần Anh đứng ra quản lý bán hàng chịu nhiệm toàn diện nhé. Tem ốc 7 màu nguyên bản theo xe nè anh chị coi nè, từ cái bản lề là chưa có dấu hiệu là thay thế những cái ti nè, anh chị coi nó nguyên rin hết. Ghế là ghế nguyên bản theo xe anh chị nha. Đây nè, đây là bộ ghế da nè anh chị ạ. Ghế da nè, rất là dày. Đó, chị thấy ghế da không? Dày lắm, cực dày luôn nhá. Đó là dòng ghế riêng theo xe đó. Trần là trần nỉ mới ken, không vết trời luôn. Con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm hết bất cứ một khoản gì nhá. Đây nè, đó chị coi nè, trang bị cho em nó có một cái màn hình cộng với một cam gia điều hòa tự động, quân số nguyên rin theo xe nè anh chị coi nè, anh chị nhìn kỹ cho Trần Anh nhé.
Đó là con số nguyên rin nè, 1 2 3 4 5 R nha. Vô lăng 4 chấu. Tích hợp trên xe là hai túi khí, một túi khí bên tài, một túi khí bên phụ. Rin hết, học để đồ, đèn đóm đây nè. Đèn đóm đầy đủ hết, không thiếu một cái gì đâu. Đó là phần táp lô nè. Đó chỉ có phần táp lô, trên phần táp lô này không có dưới đồ khoan đục. Dòng này thì anh chị đừng có hỏi Trường Anh là có chạy dịch vụ nha. Dòng này thì chẳng bao giờ mà ai chạy dịch vụ đâu. Đây là người ta thiết kế ra bộ máy và công suất có máy thật lớn để chạy thật khỏe và phục vụ cho những anh chị nào gia đình đông người. Đi gia đình thôi, máy 2.4 thì làm gì có dịch vụ. Trần Anh nói gì đúng không ạ? Nếu mà đúng thì anh chị nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo đồng thời cho Trần Anh một cái này nhé. Đó là ok rồi. Phong dáng đây ạ. Kèo cột nguyên bản rin theo xe hết, tay nắm người ngồi sau nè. Đó là nguyên rin hết anh chị nha. Đây là phần tắp bi nè. Anh chị thấy phần tắp bi cửa không? Những cái vân gai nè. Không dưới bị mài mờ. Những vân gai nguyên bản của nhà sản xuất anh chị. Dây đai an toàn nguyên rin hết nè. Đó là phần tắp bi cửa bên phụ nè. Những cái phần tay nắm nè. Đầy đủ hết. Loa đài. Không thiếu một cái gì. Ở đây nó có hai học để đồ anh chị nè. Một học nè. Dưới đây một học nè. Đó, đây là học khay nước anh chị nha. Dàn lạnh cực mát luôn. Rin hết à. Kèo cột anh chị coi là những cái vân gai nè. Đó, còn nguyên rin. Không dưới bị mài mờ hoặc bị hư hoặc bị bắt vít gì nha. Rồi, chỉnh đây à, kết hợp à. Ngày sản xuất nè. Chỉnh túi hơi nè. Túi hơi để khi mà anh chị lựa một cái tư thế nào thích hợp để anh chị dựa lưng á. Là túi hơi nó sẽ phồng ra nha. Chất xe này thì chắc chắn rồi, rất là nhiều anh chị đã từng chạy nó rồi, biết đến nó rồi. Tiền nào của nó, chất xe đẹp thì nó có cái giá của nó anh chị nha. Đây là những cái sóng gân bên cửa này anh chị coi nè, không dấu hiệu bị móp méo luôn nha. Xe này nói toàn diện 100% thì không có đâu anh chị ạ. À, qua thời gian 5 tháng nó bị chóc một hai chỗ lớp sơn đây nè, đó đây là lớp sơn rin nha. Xe có sao Trường Anh báo dạy, không một xíu cứng đụng, keo chỉ nè, đinh bấm nè anh chị coi nè. Đây là những cái đinh bấm điện nguyên rin thôi, nhà sản xuất nè. Đó, không mất một phân nào luôn ạ. Mua về là chạy thôi, đây là ron nhé. Đây là ron cửa nè. Đó, chất đóng cửa nè, anh chị nghe người anh chất đóng cửa thôi nha. Nghe nè. Đó, anh chị biết nó có chất hay không nhé. Ống cửa rất là hít, bốn cánh rất là đều, không có dấu hiệu cứng đụng đâu. Bao cho anh chị cấn đục, bao cho anh chị cầm nước nè. Đó, chị thấy chưa? Đó, chất đóng cửa đó. Nghe bụp 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 bụp. Rất là khích nha. Đây là bản lề của em nè. Từng cái con tán nè. Anh chị coi là từng con tán chưa bây giờ có dấu hiệu là khui mở luôn. Đây là sóng lường nè, anh chị coi nè. Rin hết, mặt tem nguyên bản cho xe, rin từ anh viết nha. Qua thời gian 5 tháng nó có trầy ở đây nè. Vì chỗ này nó hay rất là hay bị trầy. Kể cả xe mới nó cũng trầy nha. Khi mà người ta bước chân lên đây chắc chắn nó sẽ chạy anh chị ạ. Nó dập nguyên bản theo sản xuất đó anh chị coi nè. Từng cái con tán của cửa nè anh chị coi nè. Bản lề nè. Không một dấu hiệu là khui mở luôn. Anh chị thấy chiếc xe là anh chị từng cảm nhận được rồi đó. Ghế trước nè. Con này là máy 2.4. Nhà sản xuất đã thiết kế cho em nó một cái ghế chỉnh điện rất là hoàn hảo. Đây nè. Đây là tới nè anh chị à, tới nè. Đó. Lui nè. Ngã người nè, ngã người trên ghế nè. Đó, chị thấy chưa? Mọi thứ chức năng đang hoạt động hết nhé. Côn ca số à. Đó, phong dáng nè. Anh chị coi nè. Bàn đạp côn ca số nè, những cái vân gai nè. Còn mới tinh. Tem móc 7 màu của Ti nè, anh chị coi nè. Keo chỉ trong nách nè. Không mất một phân nào luôn nha. Mất phân nào trừ tiền Trường Anh phân đó. Trường Anh tải xe rất là chính xác, em không bao giờ em tải sai. Xe có sao thì Trường Anh tải như vậy nhá. Đây là kết hợp trên xe là gương từ cục từ mở nè, chỉnh đèn nè, chỉnh gương chỉnh điện nè. Đèn còi xi nhan đầy đủ hết. Ghế nè, đây là bộ ghế rin của xe đây nè. Qua thời gian 5 tháng thì nó có hơi bị nứt chân chim một tí xíu, tại vì xe đã qua sử dụng mà anh chị. Đây nè, nó hơi bị nứt chân chim lên một tí xíu thôi, nhưng mà không có rách anh chị nha. Đó, biểu tượng của Chevrolet Captivan. Đây là phần tắp bi nè.
Nó bị cửa là bốn cánh chính điện nè, bốn cánh chính điện lóc kính nè, lóc nè, lóc cửa mở cửa nè, đó chị thấy chưa? Mọi thứ chức năng còn đang hoạt động hết nhé. Mua về là chạy thôi. Keo chỉ trong nách là những đinh bấm nè, không dấu hiệu bị mài mờ hoặc không dấu hiệu bị cấn đụng luôn. Anh chị xem kỹ cho anh nè, đó chị thấy chưa? Em quay rất là chi tiết và quay rất là kỹ, hệ thống báo đèn nhé, đầy đủ trên con xe hết rồi. Đây là trải nghiệm với Trường Anh vô phần nội thất của con xe nhé, để xem như thế nào ạ. Trang bị nè, ba cái lóc khóa mở cửa luôn nè anh chị coi nè, chìa khóa Secure hai cái, lóc cửa mở cửa hai cái, đầy đủ hết rồi. Đó, riêng mấy cái dòng này anh chị chú ý giùm cho Trường Anh nha. Anh chị nè, khi anh chị nhìn để ý nha, em tắt khóa nè, bắt đầu em mở lên nè. Nè, anh chị thấy sao không? Sao đầy, chứ là chế độ chống trơn trượt, rồi chế độ báo ABS, rất là nhiều thứ nha. Đó, đang hiển thị cái chấm chấm đỏ đỏ đó, đang báo là lóc cửa đó anh chị. Đây nè, trang bị một cái màn hình LCD hiển thị đồ C, đầy đủ âm thanh ánh sáng nhạc đây nè. Đó, vết sao qua sầu đau xót tâm hồn, tiết mây năm tháng yêu kiều. Đó, một cái màn hình rất là hay anh chị thấy không, âm thanh nhạc nhóm đầy đủ hết, điều hòa tự động đây nè. Đây là chỉnh độ C nè anh chị ạ, đây là chỉnh độ C nè, 18 độ nè anh chị thấy không, 19 độ đó, như cái máy lạnh ở nhà anh chị đang xài thôi. Gió lớn gió nhỏ nè, đó gió lớn gió nhỏ nè, mở phát có máy lạnh luôn nè. Đó là em chưa đề máy đó. Đây à, để cho anh đề máy lên cho anh chị xem nhé. Ô hết bình rồi. Ông nội ơi, ông nội. Hết bình rồi. Hết bình rồi. Mở mở cái nắp đó. Câu cái bình đi em ơi, sao để máy hết bình rồi. Đây nè, anh chị coi này, đây là chế độ chống trơn trượt nè. Đó, chế độ đổ dốc nè. Đây là chế độ đổ dốc nha. Trên đồng hồ có hiển thị hết nha. Những cái biểu tượng này là cho anh chị sẽ phải, anh chị phải sẽ phải dùng nó nha. Nhà thiết kế sản xuất ra chắc chắn là phải dùng nó, chứ không phải thiết kế ra để như vậy để chơi anh chị nha. Đây là chế độ đổ dốc nè. Đó. Khi anh chị xuống dốc anh chị chỉ cần bấm cái này thôi. Hỗ trợ cho anh chị nha, toàn diện như con xe luôn. Con đi được 89.328 km rồi nè. Đèn còi đầy đủ hết. Con này hết bình rồi nè. Được chưa? Kèm sao anh đề không nổ ta? Nhích nhích cái cọc bình coi. Không nổ. Chắc cái bình kia hết rồi cái gì. Đó, phong dáng xe đây. Học để đồ nè. Máy móc hoạt động rất là ổn định anh chị nha. Xe để lâu quá cái bình nó bị tuột xuống á. Giờ phải kích bình đây anh chị ạ. Đó, phần tắp bi cửa nè. Những cái vân gai nè. Không dưới bị mày mờ luôn nha. Phần tắp bi còn rất là mới nè. Không được luôn. Không. Lấy sạch này. Đó, phong dáng đó. Hết bình rồi đúng không? Ngay rồi. Xe hết bình rồi. Xíu lấy bình kích cái nó nổ anh chị nha. Máy móc nổ cực chuẩn luôn. Vô lăng 4 chấu là những cái vân gai trên vô lăng nè. Không dấu hiệu bị mài mờ luôn nhá. Đó, con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Ngoài ra không phải làm hết bất cứ một khoản gì nha. Bình yếu rồi.
Đó, được rồi đó anh chị ạ. Để lâu quá, để lâu một phần là nó bị lạnh xăng và một phần cái bình nó yếu á. Đó, giờ máy hoạt động nè anh chị coi nè. Đó, phong dáng đây. Đồng hồ bạn đủ luôn nhá. Được rồi, tại vì cái này để lâu á, để lâu nó bị lạnh xăng, nó phần bình nó yếu á. Được rồi. 89.328 km trợ lực lái là ngồi một chỗ sau vô lăng nè. Những cái tiếng kẹt kẹt là do sự ma sát của bánh với lại nền gạch men anh chị nha. Đây nè, quay vô lăng nó kêu kẹt kẹt nè. Đó, trợ lực lái ngồi rất là nhẹ luôn. Đồng hồ âm thanh nhạc nhóm đầy đủ hết trên con xe rồi. Mua về là chạy thôi. Đây nè, đúng tẩu sạc thằng thuốc nè. Nguyên rin cho xe nè. Không một dấu hiệu là đồ chế trên con xe luôn nha. Đây là chiếc xe rin người chủ nhà đầu tư, hay một cái màn hình thôi. Với một cái cặp dê học để đồ nè anh chị coi nè. Đó, học để đồ của xe nè. Nguyên bản hết trên phần tắp lô nè. Không một dấu hiệu là khoan đục. Xe này của một nhà đầu chú anh chị nha. Đó, phong dáng của em nó đây. Kèo cột là nguyên rin nè. Đó, anh chị coi nỉ nè. Nỉ là nguyên bản cho xe hết nha. Đèn là rất là sáng nè anh chị thấy không? Đèn nè, đá đèn nè. Đó, mọi thứ chức năng nè. Hoạt động ok lắm. Mua về là chạy. Con số đây nè. Con số những cái vân gai con ở trên con số nè. Nguyên bản cho xe không dưới bị phai mờ những vết xước nè anh chị coi nè. Còn nguyên rin thắng tay nè. Học để đồ nè. Hai cấp để đồ nhá. Là hai cấp để đồ nè anh chị ạ. Đó. Mua về là chạy thôi. Đây nè. Hai cấp để đồ nè. Zin hết. Kết hợp là gương từ cục từ mở này. Anh chị coi nè, nút này là gương từ cục từ mở nhá. Đây nè. Đó, là gương từ cục từ mở nha. Kết hợp luôn bên đây nè. Hai cánh nha. Bây giờ gương từ cục từ mở hết toàn diện nè. Gương chỉnh điện nhá. Đó, nó rin nguyên hết. Đây nè. Chỉnh đèn sáng tối nè, anh chị coi đèn nè. Đó, thấy không? Đèn sáng tối nè, tắt đèn nè. Tắt nè, sáng nè. Sáng hết công suất nè, mát nè. Ok hết, mua về là chạy thôi ạ. Đó, chiếc xe đó. Bao đẹp luôn nhá. Xe này cam kết với anh chị là không một xíu cứng đụng luôn. Xe mới tinh, ghế chỉnh điện, đồ gác chân bao ga đầy đủ hết trên con xe rồi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì anh chị nha. Bốn cánh chỉnh điện rất là nhẹ nhàng nè, rất là mượt mà luôn. Đây nè, cho anh quay lên đây cho anh chị coi nè. Đây nè. Đó, chị coi kỹ cho anh trên nắp nhá, những sóng gân nè. Nguyên rin hết, không có dấu hiệu bị phai mờ. Đó, chị thấy chưa? Đó, đẹp len keng luôn. Hai tay nắm nè. Đó, chiếc xe bao đẹp anh chị ạ. Chiếc lúng cửa rất là khít. Đây ạ, trải nghiệm với những anh phần máy nè. Quan trọng nhất là phần máy nha. Phần máy này thì thực sự với anh chị là không có gì mà để bàn cãi về phần máy này hết rồi. Đây những sóng dằn nè, coi chừng anh nè. 1, 2, 3, 4, 5 là đinh bấm nè. Đó, đinh bấm điện nguyên bản cho xe. Dòng cáp Tivan thì sóng dằn người ta làm rất là lớn. Nhà thiết kế làm một cái sóng dằn rất là lớn. Nó không như những dòng khác. Dòng khác những sóng dằn nó nhỏ chị nha. Dòng này nè, anh chị coi sóng dằn cực lớn luôn nè. Mạc tem nguyên bản cho xe nè. Không một dấu hiệu được móp méo hay cứng đụng tông quay con xe nhá. Đó, chị nhìn kỹ dùm cho chừng anh đi. Kèo cột nè, nguyên rin hết nè. Đó, đẹp tự nhiên hết. Hộp nè, đây là nắp chụp của phần thân máy nè. Còn nguyên bản là kèo cột bên phía bên đây nè. Không một xíu tác động tông quay con xe anh chị nhá. Mua về là anh chị chỉ việc sử dụng. Đây nè. Đó, anh chị thấy phần nắp capo không? Mạc tem những sóng gân dập nguyên bản thôi, nhà sản xuất đây nè. Keo chỉ là không mất phân nào nhá. Đó là phần keo chỉ đó, không mất một phân luôn anh chị nhá. Hai bên nè. Đẹp như nhau anh chị nhá. Đó, mua về là chạy thôi, nỉ cách nhiệt nè. Nỉ cách nhiệt nguyên bản cho xe đây nè. Đó, chị thấy nỉ cách nhiệt chưa? Nguyên bản cho xe hết, máy móc cực kỳ khô ráo. Xe là không có xíu được hơi nè. Cho anh test cho anh chị coi nè. Xe là máy nè. Đó, bút xoay đang bơm nhớt nè anh chị không? Vậy bút xoay đang bơm nhớt không? Đó, nhìn kiểm cho chừng anh đi, đang bơm nhớt nè.
Dạ. Không một tí đồ hơi luôn. Máy móc phần phía dưới là nổ cực êm luôn nè, chị coi nè. Đó, chị coi những sóng dằn nè. Sóng dằn bên hông nè. Đây là những sóng dằn bên hông, không xíu tác động tung qua luôn. Mua về là chạy thôi ạ. Đó, chiếc xe thì nó chỉ có vậy thôi. Anh chị thích dòng Chevrolet Captivan, dòng xe 8 chỗ, 7 chỗ này thì alo trực tiếp cho Trần Anh. Hỗ trợ trên xe là 2 tia nhúng thủy lực nhé. Đây là 2 tia nhúng thủy lực nè, khỏi cần cây chống luôn, đóng nè. Đó, rất là liền. Đó là phong dáng của con Captivan đó anh chị. Cùng với Trần Anh trải nghiệm vô phần gầm xe nhé. Đây là phần gầm xe nè. Đây là phần gầm nè. Anh chị ngó phần gầm cho Trần Anh nè. Gầm của em đó nè. Chủ nhà tích hợp phủ ceramic hết toàn diện trên con xe này nhé. Gầm bề ở trong rồi không có tí mùn mọt nè. Áo chịu thao nó riêng hết. Thấy chưa? Nè. Đó, gầm bề nó phủ ceramic hết rồi. Đó, máy móc là khô ráo lắm. Từ cái của bô này. Đó chị thấy gầm không? Coi chơi thằng anh có cho nó mục không nhé. Mấy mấy tinh rồi. Đó gầm còn mới lắm. Bu về là chạy thôi. Đây là dòng xe 8 chỗ chị nha. Cửa sau em không mở được, tại vì khoảng cách giữa tường với cái cửa nó sát quá. Nhưng mà cam kết với anh chị luôn, xe không một xíu lỗi. Lỗi trả xe nha. Máy móc bảo hành cho anh chị 1,5 năm. Tha hồ chạy. Đây là phần cốp sau nè. Phía sau là ghế sau nè. Đó, có thể gập ghế lại nha. Rin nguyên hết nè. Đó, chị coi đi. Dây đai an toàn rồi, nguyên bản cho xe hết. Đèn sau nè. Đó, đây là tổng quan phần nội thất của con Captivan đây. Rất là sạch sẽ. Nó mua thì alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô nhé. Một chiếc xe đẹp. Full hết rồi. Tích hợp nhà sản xuất là full cho anh chị hết rồi. Mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại. Thì anh chúc anh chị có được nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé. Bốn cánh cửa đẹp như nhau luôn nha anh chị nha. Hai cánh cửa bên kia rất là sát, Trần Anh không mở được. Và xe này bên em đã mua rồi, bên em coi rồi. Rất là kỹ luôn. Nè, cửa bên đây nè, hơi sát một tí xíu nè. Mở ra hơi khó. Đây ạ, à, bốn cánh đẹp lắm anh chị coi nè. Chị anh mở ra cho anh chị coi nè. Đó, em chỉ mở được tới đây thôi. Bốn cánh là keo chỉ nè. Không móc một phân luôn, anh chị coi nè, những sóng lường nè. Không dưới được tác động tung ve của bên ngoài nhá. Đó, chị coi cho chị anh đi. Rất là đẹp, sân rin còn rất là nhiều luôn. Tắp bi, tay nắm còn mới tinh nè. Trang bị trên bên phụ nè, một túi khí nè. Mai mốt mà cái xe này hữu bình đó là em kiểm tra. Ví dụ mà em đề lên em thấy nó không nổ là em phải sạc bình, tại vì mình phải hiểu là mình để xe ở đây nó lâu, em hiểu không? À, phải sạc bình vô khi mà khách tới là để cho thử cho khách chứ hết bình rồi làm sao. Đó, phong dáng đó anh chị. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại.